Khúc nhạc thanh bình, gây cấn những âm mưu vương quyền và cung đấu, lấy cảm hứng về cuộc đời của hoàng đế Tống Nhân Tông trong lịch sử. Phim hấp dẫn người xem bằng những biến cố trong gia đình và vương triều của hoàng đế. Để đổi lấy khúc nhạc thanh bình cho thiên hạ, bậc quân vương cũng phải hy sinh hạnh phúc của bản thân. Những cuộc chiến quyền lực trốn thâm cung, một mối tình trái với luân thường đạo lý, dàn diễn viên hùng hậu, trẻ trung, đầy thực lực. Đón xem khúc nhạc thanh bình, phát sóng 12 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.